Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Ngay bây giờ là những tin tức nổi bật trong nước và quốc tế. Sáng nay, ngày 2 tháng 7, phát biểu khai mạc hội nghị chính phủ với các địa phương, Thủ tướng cho rằng cỗ máy tăng trưởng của Việt Nam ví như cỗ xe tam mã gồm 3 cấu phần quan trọng nhất, đó là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Phải dùng mọi biện pháp thúc đẩy cả 3 con ngựa kéo để đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất. Theo Thủ tướng, việc sớm ngăn chặn được dịch bệnh tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế xã hội. Đây là thành công lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Tuy vậy, đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến nền kinh tế nước ta trong quý 2, nhất là tháng 4 và tháng 5. Nhìn nhận tình hình còn rất khó khăn, Thủ tướng đặt vấn đề trong bối cảnh này đòi hỏi phải có cơ chế chính sách giải pháp đặc biệt, vừa đảm bảo không để dịch bệnh trở lại, vừa phát triển kinh tế xã hội đảm bảo tăng trưởng. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết hợp tác, quyết tâm vượt lên khó khăn sáng tạo, sát sao trong chỉ đạo điều hành. Thủ tướng đề nghị các địa phương, các bộ ngành kiến nghị những giải pháp cụ thể hơn nữa để phát huy vai trò động lực của các địa phương, nhất là các đầu tàu kinh tế. Các vùng kinh tế trọng điểm, các tỉnh, thành phố lớn phải có giải pháp mạnh hơn, đồng bộ để vực dậy khu vực dịch vụ du lịch, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh hiện nay. Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 115/2020/QH14 về thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Nghị quyết quy định thí điểm một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội về quản lý thu chi ngân sách nhà nước, mức dư nợ vay và sử dụng quỹ dự trữ tài chính để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của thành phố Hà Nội và chi hoạt động kinh tế, khoa học và công nghệ, giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố Hà Nội. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 và được thực hiện trong 5 năm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành quyết định 908/QĐ-TTg phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020. Theo đó, doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 gồm 120 doanh nghiệp. Ngoài ra, có 4 doanh nghiệp do cơ quan đại diện chủ sở hữu thoái vốn trước ngày 30 tháng 11 năm 2020. Không hoàn thành thoái vốn thì hoàn thành chuyển giao về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. 14 doanh nghiệp chuyển giao về SCIC để thực hiện thoái vốn hoàn thành chuyển giao trước ngày 31 tháng 8 năm 2020. Quyết định cũng nêu rõ, có 18 doanh nghiệp thuộc danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện sắp xếp thoái vốn theo phương án cụ thể, phụ lục 2. Bên cạnh đó, danh mục doanh nghiệp dừng thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 để rà soát xây dựng phương án sắp xếp thoái vốn trong giai đoạn 2021-2025, gồm 54 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp nước chưa thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 và 15 doanh nghiệp hoạt động trong một số ngành lĩnh vực khác. Quy định này nhằm đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ, gắn với việc đảm bảo nguồn thu cho phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tập trung vào những khâu công đoạn then chốt của nền kinh tế. Nhận lời mời của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, ngày 1 tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 đã tham dự diễn đàn trực tuyến lãnh đạo cấp cao về hợp tác y tế Hoa Kỳ-ASEAN với chủ đề Vai trò khu vực tư nhân Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống COVID-19. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đã chia sẻ với các doanh nghiệp Hoa Kỳ về nỗ lực tổng thể đồng bộ của ASEAN trong kiểm soát và khắc phục các hậu quả của dịch bệnh COVID-19 với tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng của năm ASEAN năm 2020. ASEAN luôn hoan nghênh các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia đóng góp tích cực và ủng hộ các nỗ lực ứng phó dịch bệnh và phục hồi của ASEAN. Đồng thời, ASEAN khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm mở rộng các cơ hội kinh doanh đầu tư tại thị trường ASEAN trong bối cảnh các luồng thương mại đầu tư có sự dịch chuyển do tác động của dịch bệnh. Thứ trưởng khẳng định ASEAN sẽ luôn là sự lựa chọn tin cậy cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đánh giá cao vai trò cầu nối của USABC và hoan nghênh các phản hồi cũng như những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp cho chính phủ vì mục tiêu này.
Tiếp theo là những thông tin về tình hình dịch COVID-19 trong nước và thế giới. Trong sáng nay, nước ta có thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh. Hiện có 13.085 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe, trong đó 105 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 12.107 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, 873 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Tiểu ban điều trị cho hay bệnh nhân 91 nam phi công người Anh đang trong giai đoạn phục hồi chức năng toàn diện để đánh giá các tiêu chí an toàn trước khi cho phép xuất viện và hồi hương bằng đường hàng không. Sáng nay có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, gồm bệnh nhân 343, nữ 27 tuổi ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, bệnh nhân 345, nữ 39 tuổi ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bệnh nhân 354, nữ 48 tuổi ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân 355, nữ 43 tuổi ở Như Xuân, Thanh Hóa. 4 bệnh nhân hiện tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định, hết ho, không đau tức ngực, khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. Các bệnh nhân này sẽ tiếp tục được cách ly theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam đã điều trị khỏi bệnh cho 340 trên 355 bệnh nhân COVID-19. Tính đến 13 giờ hôm nay, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 10.812.000 người mắc COVID-19, trong đó có 519.118 ca tử vong. Số ca hồi phục là hơn 6 triệu ca, trong khi số bệnh nhân đang được điều trị là hơn 6 triệu người. Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, quốc gia chịu tác động mạnh nhất, vẫn diễn biến khó lường khi ghi nhận hơn 2.779.000 ca nhiễm và hơn 130.700 ca tử vong. Dịch lây lan nhanh đã buộc nhiều thống đốc bang, đặc biệt ở các bang miền Tây và Nam, phải tạm hoãn kế hoạch mở cửa trở lại. Cố vấn dịch bệnh truyền nhiễm của Nhà Trắng nhận định Mỹ vẫn chưa thể kiểm soát được dịch COVID-19 và cảnh báo số ca nhiễm có thể lên tới 100.000 ca mỗi ngày, hơn gấp đôi mức 40.000 ca một ngày hiện nay, nếu không thực hiện nghiêm ngặt quy định giãn cách xã hội cũng như các biện pháp phòng dịch khác. Dịch bệnh ở châu Âu có phần lắng dịu hơn, tạo điều kiện cho các quốc gia tiếp tục thực hiện những kế hoạch mở cửa trở lại. Ngày 1 tháng 7, Liên minh châu Âu EU đã mở cửa các đường biên giới ngoài cho du khách đến từ 15 quốc gia trên thế giới. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng chính thức mở cửa trở lại biên giới chung sau 3 tháng. Ở châu Phi và Trung Đông, các điểm nóng dịch bệnh trong khu vực vẫn ghi nhận số ca nhiễm và tử vong tiếp tục tăng. Nam Phi thông báo số ca nhiễm đã vượt mốc 150.000 ca. Ở khu vực Đông Nam Á, ngày 1 tháng 7, các trường học trên khắp Thái Lan đã mở cửa đón học sinh trở lại sau nhiều tháng giảng dạy trực tuyến. Cùng ngày, Indonesia ghi nhận thêm 1.385 ca mới, nâng tổng số lên 57.770 ca, trong đó có 2.934 ca tử vong. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 7, đoàn giám sát Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội do đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015-2020. Tham dự có đồng chí Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo một số phòng giáo dục và đào tạo, lãnh đạo các trường học trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghị quyết 88/2014/QH13 và nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngành giáo dục và đào tạo đã phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh việc tuyên truyền về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, tăng cường các hoạt động hội thảo tập huấn về đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, gắn kết với chương trình giáo dục phổ thông mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch biên soạn thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Cao Bằng theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông mới. Bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án, huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông mới. Đồng thời tiến hành rà soát xác định thực trạng đội ngũ giáo viên, xây dựng kế hoạch sắp xếp bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của chương trình, tập trung chuẩn bị đội ngũ giáo viên cho việc dạy học các môn học mới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng
của Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Cao Bằng trong việc thực hiện nghị quyết 88 của Quốc hội. Đồng chí đề nghị tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc chuẩn bị, việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông đảm bảo đến tháng 9. Chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, thiết bị dạy học, đồ dùng học tập cho giáo viên và học sinh. Tập trung nguồn lực cho việc thực hiện nghị quyết 88, nhất là ở các địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh, đảm bảo chất lượng, chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ giáo viên, đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công nâng cấp, kiên cố hóa trường lớp học. Ngày 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình tổ chức sơ kết thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế xã hội huyện Nguyên Bình tiếp tục duy trì phát triển, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 11,301 tấn, đạt trên 57% kế hoạch. Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 100% kế hoạch, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 10 tỷ 736 triệu đồng, đạt 53,4%. Công tác xây dựng cơ bản tiếp tục đẩy nhanh các hạng mục thi công. Hỗ trợ 360 triệu đồng cho 18 hộ gia đình di rời ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở, hỗ trợ cho 4.963 người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Các lĩnh vực văn hóa, y tế xã hội, giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, 5 năm qua, huyện đã ban hành 8 chỉ thị phát động các phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề, 16 kế hoạch chỉ đạo thực hiện. 290 văn bản khác liên quan đến thi đua khen thưởng. Từ các phong trào thi đua đã tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội, đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 15 tập thể và 28 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Ngày 2 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hạ Lang tổ chức hội nghị lần thứ 5 khóa 13, nhiệm kỳ 2019-2024 để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Kết quả 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã chủ động tập trung tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, động viên nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng, tâm tư tình cảm, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của nhân dân để phản ánh với các cấp ủy Đảng giải quyết kịp thời, tạo đồng thuận xã hội. Sau tháng cuối năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện tốt quy chế phối hợp, chủ động phối hợp với Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã thị trấn thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trước và sau kỳ họp theo luật định. Ngày 2 tháng 7, Trung tâm Chính trị huyện Hòa An tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức quốc phòng an ninh cho đảng viên mới. Trong thời gian 10 ngày, 97 học viên là đảng viên mới đã được học tập nghiên cứu các chuyên đề theo quy định về chương trình học tập lý luận chính trị cho đảng viên mới của Ban Tuyên giáo Trung ương và kiến thức quốc phòng an ninh nhằm giúp các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nhiệm vụ của người đảng viên và các nội dung phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức. Bản tin 16 giờ chiều nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.